Thời gian qua trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy quán karaoke gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm nhiều người chết. Vì vậy, việc tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết đình chỉ hoạt động những cơ sở không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định là việc làm rất cần thiết để phòng ngừa từ sớm, từ xa những tai nạn có thể xảy ra ở loại hình kinh doanh mang tính đặc thù này. Phản ánh tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm là địa phương có nhiều quán karaoke chưa đảm bảo đủ các điều kiện nhưng vẫn lén lút hoạt động. Thời gian qua, Công an huyện Văn Lâm kiểm tra xử lý nghiêm các quán kinh doanh karaoke chưa đảm bảo điều kiện theo quy định. Năm 2022, xử phạt đình chỉ hoạt động 4 cơ sở với số tiền 180 triệu đồng. Năm 2023, xử phạt đình chỉ hoạt động 15 cơ sở với số tiền 520 triệu đồng. 6 tháng đầu năm 2024, xử phạt đình chỉ hoạt động 2 cơ sở với số tiền 90 triệu đồng. Ở trên địa bàn huyện Văn Lâm thì tổng số cơ sở khoảng trên 70 cơ sở karaoke, vừa là cơ sở do Công an huyện Văn Lâm cũng như do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật theo quy chuẩn tiêu chuẩn. Thì trong thời gian qua, để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở karaoke thì Công an huyện Văn Lâm đã tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn và kiên quyết xử phạt những vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Để giúp các cơ sở kinh doanh karaoke đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định, đặc biệt là quy định về phòng cháy chữa cháy, lực lượng công an đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở khắc phục, bổ sung đủ điều kiện trong thời gian từ 6 đến 9 tháng. Nhưng một số quán vẫn cố tình hoạt động dù chưa hoàn thiện khắc phục theo quy định. Ban hành rất nhiều văn bản hướng dẫn công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cho gặp gỡ đối thoại cũng như là hướng dẫn đối với những cơ sở karaoke để thực hiện đầy đủ các điều kiện, các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy cháy trong thời gian vừa qua. Và trong thời gian tới thì Phòng Cảnh sát Phòng cháy cháy sẽ tiếp tục phối hợp cùng với công an cấp huyện tổ chức rà soát những giải pháp liên quan đến đường, lối thoát nạn cũng như giải pháp về đảm bảo sử dụng cái vật liệu cách âm và vật liệu trang trí trong những cái phòng hát, hành lang hoặc là tiền sảnh, và đồng thời là cũng hướng dẫn các cơ sở karaoke là củng cố bổ sung những hệ thống phương tiện thiết bị về phòng cháy cháy. Trước những vụ cháy quán karaoke nhà ở làm nhiều người chết xảy ra ở một số địa phương trên cả nước, ngày 24 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị số 19 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy. Để phòng ngừa những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra, thiết nghĩ các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm và kiên quyết đình chỉ hoạt động những cơ sở kinh doanh karaoke chưa đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định.